viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Iraq tại tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong hai đội, chỉ có một đội giành quyền đi tiếp. Đối với tôi, Việt Nam hay Iraq vào bán kết cũng đều là điều tuyệt vời, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mở lời trong buổi họp báo trước trận đấu với U23 Iraq lúc 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trận thua trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng ảnh hưởng thế nào tới tinh thần các cầu thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định mọi thứ đều nằm trong tính toán của toàn đội. Chúng tôi đã dự định trước. Trận thua đó không ảnh hưởng đến kế hoạch ngày mai, không ảnh hưởng tới tinh thần các cầu thủ. Iraq hay Saudi Arabia ở tứ kết đều là đội mạnh, chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Tôi nói với cầu thủ rằng tất cả các đội đều là đội mạnh, điều quan trọng là U23 Việt Nam cần tập trung cao nhất cho trận đấu, chiến lược gia người Khánh Hòa nói. Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Iraq trong 90 phút thi đấu chính thức. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt qua U23 Iraq tại tứ kết bằng loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức. Hai lần đối đầu sau này ở các dịp giao hữu năm 2022 và 2023, U23 Việt Nam cũng chỉ hòa và thua U23 Iraq. U23 Việt Nam thất bại trước Iraq trong quá khứ nhưng không có nghĩa là kết quả đó sẽ tiếp diễn. Chênh lệch chuyên môn đôi khi không quyết định thành bại của đội bóng. Tôi nghĩ ngày mai, lịch sử đối đầu giữa hai đội sẽ thay đổi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Đánh giá về đối thủ trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2024 trên sân Al Janoub, Doha, Qatar vào 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ở vòng bảng U23 Iraq thua U23 Thái Lan. Nhưng không có nghĩa là họ yếu. U23 Việt Nam cũng có thể làm được như Thái Lan. Bóng đá Đông Nam Á với Tây Á như Iraq có sự khác biệt. Điều quan trọng là U23 Việt Nam phải có sự tập trung cao nhất. Khi chưa thi đấu thì không nói trước được điều gì. Tôi không thể chia sẻ về sự chuẩn bị về chuyên môn của U23 Việt Nam, nhưng chắc chắn chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ. Thậm chí là kịch bản có thể giải quyết trận đấu bằng luân lưu, ông Hoàng Anh Tuấn chốt lại.